Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dự Khảo lần nữa năm ơi. Và ngày hôm nay thì Khải tiếp tục lên đảo xếp đồ con lông bùa nha năm ơi. Cái này là con lông bùa. Thì Khải đã coi thử Khải đang tăng trang cho nó một ít trang sức nào được đường tới lên đảo năm ơi. Tầm này thì xếp đồ thì khá tương đối rồi. Giờ chúng ta cùng chờ đợi vào cái trang sức thôi. Xếp đồ Khải đã dự trù khá tương đối rồi. Chung là xếp đồ này cũng trên dưới không tới 10 kim đâu năm ơi. Rồi lên đảo. Tính hết rồi. Nam Nhật Trần. Trung tâm này thì hiện tại là xếp đồ này là Kim Phong anh em ơi. Tối ngày hôm nay đúng ngày 10 tháng 3 nó còn hết hạn rồi. Nên là Khải phải lên đảo để tranh thủ thay nó xếp đồ mới anh em ơi. Xếp đồ cũng khá tương đối. Đầu tiên là nón kháng lôi 30, vũ khí kháng lôi 19, áo kháng hỏa 19, phục hồi 40, giá trị kháng hỏa 19, nhẫn kim được kích kháng hỏa, đó lượng kháng hỏa này. Hai món. Vũ khí quần kháng lôi cũng được hai món. Rồi một đai lưng chón dòng 1. Lấy một tay kích này, một tay kích này. Rồi một cái đai đôi giày sinh lực và làm chậm 30. Và một cái nhẫn làm chậm em ơi. Hiện tại chưa có nhẫn làm chậm nên là chúng ta mang tạm cái nhẫn này. Và nhẫn này chưa có nhẫn sinh lực mang tạm nhẫn này. Và ngọc bội này cũng vậy, mang tạm sinh lực luôn em ơi. Ngọc bội này thì cũng chả cần gì, ngọc bội này mang ngọc bội thổ kim gì cũng được. Cái gì nó cũng kích cả, cái gì nó cũng kích cả. Rồi ok, lên đảo. Lấy tinh hồng rồi. Lấy tinh hồng rồi. Lấy tinh hồng rồi. Giờ tinh hồng đổ này mà quên lấy cho nó. Nói chung là mỗi lần lên đảo là tốn tiền khá là nhiều. Chưa nói vấn đề tiền bạc đồ đạc này nọ nữa mà. Nhưng mà không sao, chơi mình phải đầu tư. Không đầu tư thì xe mình rất là yếu. Đó, tầm này lên ok hết nè. Xe tầm này cái áo phục hồi 40 full kháng là được. Áo phục hồi 40 full kháng là được. 40 chón, 40 chậm là đẹp rồi nè mà. Đợi với hiệu ứng Gammy nữa, mình cố gắng làm chậm. Làm chậm 60. Làm chậm 60 kèm hưởng Gammy nữa, đạt móc 80 là ok nè. Rồi đảo nha. Ấy, nếu dịch rồi mà. Ôi, lộn. Tới nữa. Lá thiên trong ạc này chứ. Mình đi lá ạc chính đi lên đảo nè, vãi đảo. Rồi, sẵn tiền lên đảo đổi tôm luôn nha năm ơi. Hôm qua phải đổi tôm mà quên mất. Chính là auto luôn. Và đó tên con này là cung luôn. Kích ra bàn á. Anh này mới hôm qua mới lên đảo nha mấy. Nhưng mà hôm qua mình quên đổi tên đây mà. Giờ mình phải đổi lại. Anh này cũng cấp 86 rồi không ít đâu nè. Giờ đổi tên ký tự hết nè mà. Để tránh tình trạng xì bay. Cũng như là giả danh. Tình trạng xì giả danh căng lắm. Cho nó xuống trước à. Em đã thấy. Ok, đầu tiên chúng ta đổi tên đã nè mày. Mấy cái nhẫn làm chậm này nọ thì mình mua được nè mày. Cái đó ít hơn mình mua xong, không sao. Rồi, sau khi đổi tên nhân vật là ký tự ok rồi, đợi tránh tình trạng survive. Chúng ta bắt đầu tăng điểm. Đó. Xếp đồ Nam Hành này thì nó khá là đẹp anh em ơi. Anh em cùng nhìn sơ qua nha. Đây là xếp đồ Kim Phong. Anh em nhìn sơ qua nha, đây là lượng kháng của xếp đồ Kim Phong. Rồi Khải ra búp kháng rồi cho anh em xem luôn cho hiểu. Đây là lượng kháng của xếp đồ Kim Phong. Đó, ok chưa? Đây là kháng của xếp đồ Kim Phong nha. Rồi chúng ta sẽ mặc đồ của Khải mới trang bị vào. 31, 50, 50, 26 thì chúng ta trang bị vào nha. Hơn hoàn toàn luôn nè. Rồi. Đó, thấy kháng lên chưa? Trời ơi, quá đẹp luôn. Quá tuyệt vời. Đó, anh em thấy hình kháng chưa? Xét đồ xanh nó khác hoàn toàn liền nè. Xét này coi như là Khải vứt. Tiếng nữa Khải giật hủy shop á. Đang còn nhìn sơ qua nè. Kháng lôi 30, kháng lôi 19, kháng hỏa 19, kháng hỏa 19, kháng độc. Này làm chậm nha anh em ơi, Khải sẽ cố gắng lên cái nhẫn làm chậm 30 nữa, dòng 2 vận kích nha anh em. Cái nhẫn này dòng 2 vận kích nè, nói chung là dở mua rẻ tiền, dòng 2 mua dở mua rẻ tiền. Thì mua thêm cái 30 nữa thì đạt móc 60 chậm kèm với 50 là 80 chậm anh em ơi. Đặt xe mà. Rồi đai lưng làm chón 40. Đó. Ghê luôn. Rồi, quá tuyệt vời. Không gì để chơi luôn. Rồi ok, vậy thôi, đơn giản là thôi.
xuống đảo vào bang thôi. Đó, Excel thấy ok chưa? Này khai cho nó full sinh khí nè mày. Full khí cho nó châu bọ nè mày. Không cần nổi công đâu, con này đi theo bùa không mà. Bùa với nó phụ đam nè mày. Đây, ai bước gì đây? Úi xời, em mới lên đảo này mà bước đồ này. Bước đồ rác nè. Rồi, ok nè mày. Đó sẽ đồ ok cho nè. Kháng lôi lên full kháng lôi nè, kháng hỏa lên 60 nè em ơi. Lúc này kháng hỏa có 20 thôi, kháng lôi chỉ có 50 thôi. Thì anh thấy cái set đồ này ok chưa? Thì set đồ này Khải cũng đã chuẩn bị khá lâu rồi em ơi. Thì anh em còn nhìn sơ lại set đồ một lần nữa nha. Áp hồi 40, kháng hỏa 19. Gia truyền kháng cảm, gia truyền kháng hỏa 19. Đó. Nón kháng lôi 30, nội lực cao. Vũ khí kháng lôi 19, sinh lực 33. Bao tay sinh lực lực kháng lôi 10, kháng độc 15. Giày sinh lực lực làm chậm 30. Đại lưng chống 40. Nhẫn kim kích áo và gia chiên. Nói chung nhẫn kim này sẽ tăng vào nó là sinh lực à, và cũng như nhẫn này cũng vậy, tăng vào nó là sinh lực và nỗ lực làm chậm. Ngọc bội này Khải có thể mang một cái ngọc bội thổ cũng được nha. Thổ là thời gian chống độc vẫn ok, vẫn kích được nha. Nó kích cả dòng 2 luôn, tại vì nhẫn hỏa và dây hỏa thôi. Rồi ok, sẽ đồ tương đối đẹp nè mày. Quá đẹp luôn. Máu xuống người một cặp 7. Không lôn full máu nè mày, không lôn đa số full máu, máu quán cái 7 anh em thấy thảm chưa. Này mà không full máu thì máu đâu mà đánh. Này là trang bị thêm ít sinh lực nữa thì máu nó lên 2k đấy mà. Trong tầm này đồ nó không có sinh lực nhiều nè mày. Đồ chỉ có mỗi cái giày với cái vũ khí này. Còn lại đa số là sinh lực 20, 30 không mày. 40 sinh lực không được cao cho lắm. Đây, dạ thôi. Xuống đảo nha mọi người. Ok, con dê luôn. Quá đẹp. Đây, hủy mấy cái đồ này cái. Đó, đơn giản vậy thôi. Theo xe là đánh thôi. Rác này, vứt này, vứt hết, tầm này là vứt hết. Mình không vứt tối nay nó hết hàng cũng vậy nè mày. Rồi, ok, tương đối xong dàn xe. Ok rồi, Khải sau cho anh em xem dàn xe sẽ đồ của Khải. Nói chung là tầm trung anh em ơi, tầm này sẽ đồ tầm trung tầm 5-6 kim quay đầu là anh em có một set rồi. Còn set đồ VIP của Khải thì khoảng hơn 15 kim anh em ơi, hơn 1 triệu, hơn triệu hơn. Đó là chính của Khải này khác. Này còn lon thì khác nè. Rồi, anh em cùng xem sơ qua này. Khải cho nó vừa đây ạ, vừa đây. Let's go. Xe ra đây. 4 con còn nằm đây, ok đồ hết rồi. Giờ thiếu ít đồ cho anh em đọc nữa thôi. Nghe nổi tiếng là Khải sẽ ốp lại nè mày. Mới là auto cái. Đây sẽ đồ năm động đây. Đồ năm động khả năng chuẩn bị thay cho nó vào tay làm chậm 30 vô. Vào tay làm chậm 30 vô là ok. Nón chậm 30, áo bồ hồi, dây chuyền kháng cả. Sinh lực nói chung là năm động cũng không có gì nhiều nữa mày. Chủ yếu là kháng hỏa nè. 21 kháng hỏa nè, đó. Rồi làm chậm. Kháng băng, kháng lôi. Đó. Năm độc thì sức mạnh tăng 10 á, nên là để mình tăng trang sâu không sao cả. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho lần thay đổi con lô này của Khải một like chia sẻ hồ chơi năm ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Hẹn anh em tối 7:40 chúng ta gặp lại trên live nha năm ơi. Cũng như là buổi trưa 11:40 chúng ta gặp lại trên live nha. Bây giờ Khải cho ạc đi chan rồi. Nha anh em. Đây anh em cùng xem qua năm động này. Năm động thì đồ không có gì nhiều anh em ơi. Này. Đang chuẩn bị thêm con năm động mà không có đồ. Nè, làm chậm nè. Này, phục hồi nè. Kháng tất cả 5 nè. Đao kim là kích cây đôi giày kháng hỏa 17 lại cái nhẫn kháng hỏa 15. Rồi cái này làm chậm. Đó, cái này kháng lôi. Chúng nhẫn làm chậm này chắc được vứt qua người mì mang tạo thôi. Thôi vì người mì không có đồ, người mì không có làm chậm sợ khó búp. Là phải vứt luôn ngay và liền luôn ơi. Cho người mì có cái nhẫn làm chậm nó mang ít nhất 20 làm chậm. Rồi.
Ok. Rồi đem xem sơ lại một lần nữa này. Nghe mi nè. Nghe mi nè. Nón kháng lo 30. Bộ tay kháng lo 27. Áo kháng lo 30, phục hồi 30. Gia truyền kháng cả kháng lo 30. Đai kháng lo 12, sinh lượng lực. Nhẫn kháng lo 120. Nhẫn kháng lo 15. Vũ khí kháng lo 15. Giày kháng lo tóc 34, kháng lo 7. Đó, dạ thôi. Hiện tại này đang kháng lo 75 cộng 4 nè mày. Nghe mi này kháng lo 75 cộng 4. Cái này khả năng sẽ tìm một cái ngọc bội làm chậm chỗ này cho nghe mi nữa, nó xong nè mày. Ngọc bội làm chậm khoảng 30. 30 nữa thì kèm với thanh âm thì đặt móc 80 là ok rồi. Nhẫn này chắc tăng trang thêm nhẫn 30 nữa nè mày. Hai cái 30. Hai cái 30 là ok. Rồi, dạ thôi. Admin thì đơn giản này mình thấy rồi đó. Lên xếp đồ như vậy thì khá nè. Đúng như nghe mi nè. Nghe mi có chưa? Ô, sao nó không hiện nghe mi bên mình ta? À đúng nghe mi rồi mà chưa bút kháng của cá nhân nữa, ra khỏi bút kháng cá nhân hả? Con lôn này nó bút kháng cho toàn xe được nha anh em. Skill thiên thanh địa trọng nè. Do chưa bút á. Giờ bút ra anh em xem nó độ kháng của con lôn này. Đó, đúng không? Con lôn lên kháng cả mười mấy nè, giờ đầu vô nghe mi nè, kháng cả 19 nữa nè. Đó, ok chưa? Lượng kháng ok chưa? Quá đẹp. Rồi, anh em xem video thì đừng quên để lại một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và bây giờ hãy cho xe lên bãi chanh nha nè. Cho xe lên bãi chanh nha mọi người.